Xin chào cả nhà đã đến với kênh của mình Hằng Khánh Hòa. Hôm nay mình đi về nợ, mình thăm nợ. Rồi mình sẵn mình hái một ít giúp ké gì mình xay mình uống nha cả nhà. Mời cả nhà cùng đồng hành với mình đi nha. Về coi thử nhà thăm nợ mình ra làm sao, nhà nợ mình ra sao nha. Mời cả nhà cùng đi nha. Rồi mời cả nhà cùng đi. Cái đây á là cái nhà cũ hồi xưa của ông nợ mình nợ nè. Cái xưa mẹ mình mới có chồng gì á là mình ở cái nhà đây nè. Đó, rồi giờ đập cái nhà đây ra, dỡ cái nhà đây ra để làm cái kho. Xây lại cái nhà kia. Cái nhà hồi nãy là mình quay là nhà cũ nha, nhà đây là nhà em mẹ mình cất lại nè. Đây ông che chồng mình đó. Nhà rộng lắm cả nhà ơi. Đây lên nhà nè, đó đi. Đây này là ông nội mà ông nhà à, ông nhà ông hay trồng len lắm. Len cũng nhiều. Ông cây đồ dưới luôn. Mình cây trên cao rồi ra bông trên cao. Đâu ông nội? Cái này đứng bị dưới rồi mới thấy rõ được nhiều lắm. Nào trong đầu mới thấy rõ được. Ủa cây đó cũng cây len không nội? Cây mồng lan. Chú, che, đây là cây bằng lăng, có cái bông che kìa. Đó, ta đã đó, che đó. Lăng này là giá trị cái cây gốc. Gốc á. Ừ, có cái gốc cây bằng lăng à, bé không nè, đó, cái gốc đây nè, đó, ông nội mình nói giá trị mua cái gốc đây nè. Nói là người ta mua 30 triệu mà không bán á. Nghe ông nội mình nói không, mua 30 triệu mà chưa bán á nha, cái nhà. Nhà em qua nè, giơ tay lên. Nói chào cả nhà nè, nói em. Chào cả nhà. Năm 30 con về với mẹ chú. Mẹ nhớ lắm. Dạ. Dạ anh chút xíu rồi đi con được con. Dạ. Con nói với nào thiệt cô cũng tranh thủ thời gian chứ không có thời gian nào đâu. Hồi kia con bán hàng trong nhà kia còn có thời gian, còn bây giờ không có thời gian. Bữa nay sẵn đám giỗ con cũng mệt mỏi quá, cô cũng nghỉ luôn không gì sớm đây. Rồi nó con có ngày ông ngày ba tranh thủ về cho chị em vui. Ý nợ của mình nói á là năm bê bữa gì á về thăm nợ một bữa cho nợ nhớ, chứ đợi lâu lâu có đám giỗ về chị em rồi cho vui, thấy mình cứ không có về nợ á, ít có về nợ cho nên nợ nói nợ nhớ lắm, nợ nói nợ nhớ theo nhớ con nhớ cháu lắm con. Dạ. Không biết làm sao mà nó đi cho khỏi đất vậy. Sắp chưa về. Pháp thì còn ở Sài Gòn chưa về. Còn ổng thì chút nữa về. Còn Hiếu đi làm đêm đảo về. Ừ. Còn nó cháu qua thì còn ông nợ á, bây giờ còn đi rẫy ruộng nữa không bà nợ? Rẫy đâu nó mà đi. Dạ. Bé hả? Bé hả? Vậy còn đi ruộng ha? Còn đi ruộng. Đúng đâu, ông nợ ở nhà dưỡng về luôn rồi chứ. Đi ruộng rồi, vô thăm ruộng rồi giờ.
vô thăm ruộng rìa mà cũng không có gì thời khổ, vô thăm ruộng rìa còn lấy thì còn quán người ta mấy chục mấy ngàn mấy triệu là vui, nó vui chút rồi cái nó đi ra mất hết nằm cũng như con. Nào mình nay 80 tuổi rồi, ngày bệnh về nằm biết thôi à, cái đi re vô trong nhà mà chứ còn không có đi đâu hết á. Mẹ là nội mình mỗi lần gặp á là nội tại vì nằm hoài á không có ai về nói chuyện á nên nội buồn lắm, cho nên ý nội mỗi lần về cái rồi nhớ nhớ con nhớ cháu rồi nhớ lắm còn rồi với lại nội hay mệt mỏi hay cứ được chết không à. Chết đâu phải còn, chết đâu phải còn, không chết được đâu, còn nữa. Còn nữa con à, không chết được đâu. Nè. Còn nữa. Nào coi móng tay thôi, bữa nay dài chưa biết ngỡ nè, cắt cho nè. Dạ, dạ. Bữa nay dài rồi nhưng mà cô không có đem cái gương về nhà, cô không có cắt được đâu. Cái bữa gì mình hay cắt móng tay móng chân cho nội lắm cả nhà, nhưng mà bữa nay mình không có đem cái gương, không có thấy ngõ. Có một lần cái mình cắt nó bị phạm, nó chảy máu của nội á. Bữa đó được đó, mình có lấy dọn miên cái mình the vô rồi, nhưng mà về nhà mình cảm thấy khó chịu với lương tâm lắm, tại vì biết sao không, mình cắt có phạm á, mình bản thân mình còn thấy khó chịu, nó không chỉ mấy người già. Cho nên mình bữa nay mình không có đem gương, mình không có cắt cho nội. Mấy bữa anh Trang nó giờ nó cắt mà nó cũng quên đem gương, rồi nó cắt cùng cái đạo, nó cắt tầm quay tầm ba đó, nó cục quá rồi chứ nó không có đem gương á, nó không thấy ngõ cắt mà vậy á. Chào cả nhà nha. Bây giờ mình ra giường nhà nợ mình thấy râu nha cả nhà. Chào cả nhà, biết được rồi. Nhà mình á thì chỉ có cái nhà không có đất, nhưng mà nhà nợ mình đất rộng lắm nha cả nhà. Đây. Mình về nợ mình, nhà nợ mình á cái gì cũng có đó, nên mình về mình hái một thứ một chút. Giờ mình là hái giúp ké. Ông chồng mình nè, ổng cắt rau nè cả nhà. Nãy mình hái một mớ rồi á, mà ổng nói ít á, ổng hái thêm nè. Ổng hái chuyên nghiệp hơn mình nè. Ông chồng chào khán giả một chút nha, ông chồng. chào lên mẹ quay cái mặt lên cho tao nhìn nè. Quay lên để nên thấy cái nó bù tới cả đám nó mệt lắm mà. Nè, cấp nhà mình nè sai ra chưa? Cái cây có chút xíu à nè. Cái cây có chút xíu mà trái sai ra luôn. Nè, nên mình hái ra nè. Nè, đây nè. Sai ra luôn. Hái có một ít gì nhẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó, cái cây đây là cây nhầu nha cái nhà. Đây nè, cái trái đây nè là để chín rồi mình ngâm. Lấy hột. Ngâm lấy hột ngâm không nọ? Lấy hột ngâm uống đầu lưng. Chín xong lấy hột ngâm uống đầu lưng nha cả nhà. Đó, bí quyết gia truyền của ông nội mình nói ra đó. Trời, chú quý năm nay không có trái. Đây, xài bữa nay hiếm có lắm, có thằng trái à. Nè, coi cái cây có thằng trái, coi chút xíu mà nó đề trái à. Mà ông nội kêu mình à, mày có ăn á, thì mày hái gì mày ăn. Nhìn cái cây có thằng trái à. Công nhà dụng cụ của tao làm ruộng nè. Đây, cái dụng cụ đây là ông nội làm ruộng nè, đó. Cũ ngày xưa trầu. Dịp xưa cái nhà đây là cái nhà dứa của nhà mình nè, cái nhà dứa nè, rồi đó. Họ kia nhà mình chỗ đây là để bàn ăn nè. Rồi xuống kia là cái nhà bếp nè. Hồi kia. Lâu hơn mà lúc mình về làm dâu á cả nhà. Giờ đây họ kia nhà bếp mà giờ ghẹ. Có gì à? Cũng là kỷ niệm ngày xưa. À, mấy giờ thành lòng này hết trái rồi thôi. Mấy phải trái nó ba bốn trái nó chín đỏ. Lòng nè. Hồi mà đang vô mùa đỏ để lắm nha cả nhà. Miếng cầu cũng có nữa nè. Cũng quay măng cầu ra trái ở trên cây trụ gỗ kìa, cây trên nó mới trái nhiều này còn nhỏ. Nói chung cả nhà cái gì cũng có, cả nhà miếng cầu gai cũng có nữa, nhưng mà cái gì cũng có. Cây đây là cây gì ông nội? Cây bơ. Cây bơ. Mới trồng năm nhất. Mới trồng năm nhất, cây đây là cây bơ như cái gì? Mới trồng năm nhất chưa có trái. Thôi được rồi. Con đi vô á. Con vô trước nha ông nội. Ồ, thế cái nhà mình để không? Mới ra bông rồi, tôi chưa đậu, chưa đậu trái. Cái nhà đây là cái nhà hồi cũ hồi xưa mình về mình làm dâu á, mình ở cái nhà này nè cả nhà. Đó, mình ở cái nhà này nè. Rồi sau bây giờ cái giao lại cho thằng em nó ở, cho nên là ông nội bà nội cất lại cái nhà mới hồi nãy mình quay cho cái nhà xem á. Còn cái nhà đây là làm cái kho để chứa đồ rồi vậy á. Mày hái mới rủ giờ quẻ anh nè. Đu đủ hả ông nội? Chưa chín mà. Chín lắm rồi nè. Ông nội kêu mình hái đu đủ nè cả nhà. Đó, ông nội kêu mình hái đu đủ mà mình nó chưa chín, ông nó chín hết rồi. Này chín lắm rồi nè. Tao hái hay chín hay sống gì giờ quẻ anh. Dạ. Tôi để đây chín nó rụng cũng mình luôn bỏ gà. Dạ. Mày nói với nào? Dạ con nói cộng đồng mà. Bên mình á, năm nay là 80 tuổi rồi nha cả nhà. Bên mình khỏe hơn. Mấy mình là yếu hơn mấy mình nằm chỗ nãy á. Xuống quay đây nè. Đó, ông Bê mình còn kêu đi quay ở đây nữa nè. Thôi giỡn nha, mày đi quay cho hết. Cái hồ là nuôi cá trê nè. Đó, cái hồ đây là hồ nuôi cá trê nè.
Hồi xưa kia là cái hồ nước lọc mình nhà mình uống, hồi kia nhà mình là nước bị phèn, xong sâu rồi cắt nhà xong phế ra xong mà nuôi con ké ở trong đây nha cả nhà. Chuối nè. Dạ, hồi nãy con có quay rồi, nãy con có nói rồi, nhà vườn đồ rộng đủ thứ rồi. Đó, mấy cái dừa nè. Ông Bè ông dẫn mình đi quay nè. Dừa nó ra chín năm hai nè. Dạ. Cái dừa đây đó, cũng mới ra chín năm nhất á. Đó, cái vườn nhà mình ông nội trồng đủ thứ cả nhà ơi. Dừa cũng có, gì cũng có. Gừng, mít, ruộng gì cũng có cả nhà. Gừng nè. Dạ, hôm nay con muốn ghe nó để hái bán cầu chứ, nhưng mà bán cầu còn non không có hái được. Giống chuối tiêu này giờ hiếm lắm cả nhà, không có ai có, chỉ có mình nhà nội mình còn thôi à, không có ai còn nữa đó. Nhầu nè, ông nội ông cũng trồng cây nhầu nè, thấy không? Nhiều lắm. Ông nội ông trồng cứ chút chút nhiều lắm cả nhà ơi. Mít cũng có, gì cũng có đó, mẹ cầu dừa rồi cái gì cũng có đó. Vườn rộng lắm, trồng bằng chuối tiêu, cái chuối tiêu này ngon hơn cái vườn nãy nè. Chào cả nhà nha, mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn cả nhà những video sau mình sẽ làm tốt hơn và hay hơn. Ai đang xem cho mình xin một cái like, một cái đăng ký kênh và nhấn một cái chuông bên cạnh nha. Bye bye cả nhà.